công an khám xét trụ sở F88 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, trụ sở công ty F88 bị công an khám xét được đặt tại tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, Quy, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 6 tháng 3, công an Quy, Gò Vấp phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng liên quan phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Oanh, Quy, Gò Vấp, hạn chế phương tiện qua lại, phong tỏa tòa nhà, khám xét tầng 7, 8. Nơi đây là trụ sở chính công ty F88, một app tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn. Theo nguồn tin từ công an, công ty F88 chuyên cho vay, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, thời điểm công an ập vào khám xét công ty F88 thì có gần 200 nhân viên đang làm việc. Hiện công an đang khám xét bên trong trụ sở công ty này. Quy mô mỗi tầng diện tích chừng 600m², sức chứa đông nhân viên. F88 được cho là thuê 2 tầng ở tòa nhà này để hoạt động hồi đầu năm 2022. F88 nổi tiếng trong lĩnh vực cho vay trong thời gian gần đây. Thời gian qua, công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, công an đã triệt phá, khởi tố nhiều người làm việc tại chi nhánh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law, Q12, về tội vu khống. Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn khủng bố, liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối,